quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Nhà sáng lập hãng xe điện Tesla và hãng sản xuất tên lửa SpaceX Elon Musk ghi nhận tài sản tăng thêm gần 34 tỷ đô la Mỹ trong một ngày, dù đang bận rộn cho cuộc đua vào Nhà Trắng của ông Donald Trump. Tỷ phú thiên tài Elon Musk vừa ghi nhận thêm một kỷ lục hiếm hoi khi chỉ trong một ngày, 24 tháng 10, tài sản dòng cá nhân tăng thêm 34 tỷ đô la Mỹ lên 270 tỷ đô la Mỹ. Qua đó, ông củng cố vững chắc vị trí người giàu nhất hành tinh, bỏ xa người vị trí thứ hai là ông Jeff Bezos tới hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Elon Musk ghi nhận tài sản tăng mạnh dù đang bận rộn cho cuộc đua vào Nhà Trắng của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông chủ Tesla cũng ghi nhận chi rất nhiều tiền cho chiến dịch mà ông que xe ủng hộ từ tháng 7, sau khi ông Trump bị ám sát hụt lần đầu. Trước đó, Elon Musk ủng hộ Đảng Dân Chủ. Ông Elon Musk vừa khiến cho cả thế giới nghiêng mình thán phục với hai ngày thay đổi thế giới từ cú bắt thành công đẩy tên lửa Super Heavy lần đầu tiên trong lịch sử hôm 13 tháng 10 và màn ra mắt xe điện tự lái hoàn toàn Tesla Robovan và Robotaxi hôm 10 tháng 10. Trên thực tế, tài sản của Elon Musk không thay đổi, giữ nguyên ở mức 247 tỷ đô la Mỹ hai ngày sau đó. Tài sản ròng của Elon Musk chỉ bứt phá hôm 24 tháng 10 sau khi cổ phiếu hãng xe điện Tesla của Elon Musk có phiên tăng giá mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, 22%. Tesla công bố lợi nhuận quý 3 tăng mạnh. Vốn hóa Tesla vọt từ 700 tỷ đô la Mỹ lên hơn 836 tỷ đô la Mỹ. Ông Musk chưa sở hữu khoảng 12% cổ phần của Tesla, chưa bao gồm quyền chọn. Về phần cựu Tổng thống Donald Trump, vừa có màn lội ngược dòng, lần đầu tiên có tỷ lệ khảo sát cao hơn bà Kamala Harris hôm 21 tháng 10, dẫn trước bà Harris 2 điểm phần trăm, 51% so với 49%. Hôm 24 tháng 10 trong khảo sát toàn quốc của Forbes kết hợp với HarrisX vào thời điểm chưa đầy 2 tuần trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Ông Trump cũng chiếm lợi thế từ bỏ phiếu sớm. Việc Elon Musk có thêm 34 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một ngày khiến dự báo ông chủ Tesla trở thành người đầu tiên trên hành tinh có 1.000 tỷ đô la Mỹ có thêm cơ sở. Sở dĩ tài sản của Elon Musk tăng vọt chủ yếu là nhờ Tesla, với doanh thu quý 3 tăng 8% so với cùng kỳ và lợi nhuận tăng 17,3%. Nhiều người cũng lạc quan doanh số bán xe của Tesla có thể tăng tới 30% trong năm 2025. Tất nhiên, kỳ vọng vào Tesla cũng đã gắn liền với tín hiệu tích cực từ ông Trump. Gần đây, ông Trump cũng không còn chỉ trích xe điện ở thị trường Mỹ. Tuy nhiên, điều mà Elon Musk kỳ vọng có lẽ không chỉ có vậy. Không đơn giản là đẩy Tesla lên, mà được cho là phục vụ tham vọng điên rồ của mình, như phóng hàng chục nghìn vệ tinh, ồ ạt thử tên lửa, chinh phục đưa con người lên sao hỏa, cấy chip não Neuralink, rồi robot AI. Ông Musk có thể kỳ vọng vào những hợp đồng và chính sách của chính phủ Mỹ cho các startup chưa có tiền lệ như vậy. Elon Musk từng nhiều năm không ưa ông Trump, nhưng có một điểm khá tương đồng giữa hai con người này là tư duy khác thường, đôi khi được xem là điên khùng. So với Tesla, SpaceX là dự án tham vọng hơn nhiều. Theo tính toán trước đó, SpaceX được định giá khoảng 210 tỷ đô la Mỹ, trong đó Elon Musk sở hữu khoảng 42%. Nhưng giờ đây, với cú cánh tay thép khổng lồ bắt lại thành công tên lửa đẩy Super Heavy hôm 13 tháng 10, định giá SpaceX đã khác, nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu. Nếu ông Trump thắng cử, các startup với ý tưởng là thương của Elon Musk sẽ rất thuận lợi. Elon Musk được xem là người giúp cho ông Trump lật ngược thế cờ một cách ngoại mục. Không chỉ bởi lượng tiền khủng Elon Musk hỗ trợ cho chiến dịch, mà còn là từ các fan của Musk, từ nền tảng X mà tỷ phú này thâu tóm trước đó và những thành công đi trước thời đại của ông. Không ai có thể biết chắc chắn ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump hay ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ thắng cử vào ngày 5 tháng 1 tới. Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán Mỹ có thành tích dự đoán khá tốt người chiến thắng trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, theo tờ Al Jazeera. Kể từ năm 1928, S&P 500, chỉ số chứng khoán dựa trên vốn hóa của 500 công ty đại chúng lớn nhất nước Mỹ, đã chỉ ra người chiến thắng trong 20 trên 24 cuộc bầu cử, theo phân tích của công ty dịch vụ tài chính LPL Financial. Khi S&P 500 tăng trong 3 tháng trước ngày bầu cử, đảng đương nhiệm đã giữ được Nhà Trắng trong 12 đến 15 lần bầu cử. Và đảng cầm quyền thua 8 đến 9 lần gần nhất khi thị trường chứng khoán giảm trước khi bỏ phiếu. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, S&P 500 đã tăng 11,8 kể từ đầu tháng 8. Giả sử thị trường chứng khoán Mỹ không giảm mạnh trong những ngày cuối cùng của chiến dịch, thì xu hướng lịch sử rõ ràng đang ủng hộ bà Harris. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cảnh báo. Không may cho bà Harris là cử tri dường như không liên kết hiệu suất mạnh mẽ của thị trường chứng khoán với nền kinh tế đang hoạt động tốt. Trong khi ước tính có 61% người Mỹ sở hữu cổ phiếu, thì một bộ phận lớn cử tri không tiếp xúc với thị trường.
trong cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng được công bố vào tuần này. 62% cử tri đã đăng ký, bao gồm phần lớn đảng viên Cộng hòa và Độc lập, đánh giá tình trạng của nền kinh tế là tồi tệ. Về mặt tích cực cho bà Harris, cử tri bày tỏ sự tin tưởng ngày càng tăng vào khả năng xử lý các vấn đề kinh tế của Đảng Dân Chủ, cho thấy lợi thế trước đây của ông Trump đối với nền kinh tế gần như đã biến mất. Sự u ám đang lan rộng, mặc dù thực tế là, theo hầu hết các số liệu, bao gồm tăng trưởng GDP và tỷ lệ thất nghiệp, nền kinh tế Mỹ đang hoạt động ở mức tốt. Một trong những lý do hợp lý nhất và thường được đưa ra cho tâm lý tiêu cực là người tiêu dùng đang lo ngại về giá cả tăng cao. Mặc dù lạm phát tháng trước giảm xuống còn 2,4%, hiện đã gần đạt mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Fed sau khi tăng vọt trong đại dịch COVID-19. Dù tiền lương tăng nhanh hơn lạm phát trong hơn một năm, nhưng vẫn chưa tăng đủ để bù đắp hoàn toàn cho sự gia tăng chi phí sinh hoạt kể từ khi đại dịch xảy ra. Một lý do chính đáng khác để thận trọng khi tin vào chỉ dấu dự đoán của thị trường chứng khoán là chúng ta dường như đang sống trong thời đại chính trị không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Cũng giống như chiến thắng năm 2016 đã phá vỡ nhiều tiền lệ. Vị trí của ông Donald Trump trong danh sách ứng viên Đảng Cộng hòa năm nay, bất chấp 4 bản cáo trạng hình sự, nhiều vụ bê bối và nhiều năm đưa tin tiêu cực trên phương diện truyền thông, là một trong những điều bất quy tắc thông thường. Thật vậy, lần cuối cùng S&P 500 không dự đoán được người tiếp theo sẽ vào Nhà Trắng là cuộc bầu cử gần đây nhất. Sau khi chứng kiến thị trường tăng 2,3%, ông Donald Trump đã thua Tổng thống Joe Biden. Trong một diễn biến liên quan tới cuộc đua vào Nhà Trắng, cuộc thăm dò bầu cử Mỹ của tờ Wall Street Journal cho thấy ông Trump đã mở ra khoảng cách hẹp trong cuộc đua Tổng thống khi cử tri có cái nhìn tích cực hơn về chương trình nghị sự và thành tích trước đây của ông. Theo cuộc khảo sát toàn quốc của Wall Street Journal, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump được 47%, dẫn trước 2% so với đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris 45%. Trước đó, cuộc khảo sát của tờ Wall Street Journal hồi tháng 8 cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 2%. Kể từ tháng 8, tỷ lệ cử tri có cái nhìn tích cực và không tích cực về bà Harris là ngang nhau. Hiện tại, quan điểm không tích cực là 53% so với quan điểm tích cực là 45%. Bên cạnh đó, 42% cử tri tán thành và 54% không tán thành hiệu suất làm việc của bà Harris. Ngược lại, quan điểm về ông Trump đã trở nên lạc quan hơn. Cử tri đánh giá thời gian ông làm Tổng thống tích cực hơn bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ bầu cử này, với 52% tán thành và 48% không tán thành hiệu suất làm việc của ông khi tại nhiệm. Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy, con người và đảng phái chưa hẳn là yếu tố giúp các cử tri Mỹ trẻ tuổi quyết định bỏ phiếu cho ai. Theo kết quả khảo sát mới nhất của CNBC Generation Lab, đối với các cử tri Mỹ ở độ tuổi từ 18 cho đến 34 tuổi, có tới 60% cử tri muốn bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris, trong khi chỉ có 40% muốn bầu cử cho cựu Tổng thống Donald Trump vào Nhà Trắng năm nay. Xu hướng này giống với kết quả của cuộc khảo sát tương tự từ tháng 7. Theo đó, tỷ lệ cử tri ủng hộ bà Harris là 46%, trong khi 34% cho biết họ ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Ngoài ra, ứng cử viên độc lập Robert Kennedy cũng đã giành được 21% sự ủng hộ, trước khi ông rút khỏi việc tranh cử để quay sang ủng hộ cựu Tổng thống Trump một tháng sau đó. Cuộc thăm dò mới nhất của CNBC Generation Lab lấy mẫu từ 1.021 cử tri và có biên độ sai số là 3,1%. Theo Robert Shapiro, giáo sư về chính phủ tại Đại học Columbia của Mỹ, kết quả này cho thấy Phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử tri trẻ tuổi. Điều này cho thấy sự góp mặt của bà Harris đã làm tăng tính nhiệt tình đối với một số lượng cử tri nhất định, đặc biệt là những cử tri trẻ tuổi. Ông Shapiro cho hay, Matthew McDermott, một chiến lược gia của Đảng Dân Chủ từ hãng tư vấn Whitman Insights Strategies, cũng chia sẻ chung quan điểm rằng những phát hiện trên cho thấy sự nhiệt tình ngày càng gia tăng đối với bà Harris trong một số cử tri trẻ. Khi khảo sát các nhóm cử tri thuộc thế hệ Z trong năm nay, chúng tôi thấy có sự thay đổi rõ ràng trong thái độ của họ đối với cuộc bầu cử này. Sự thay đổi trong các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris giành được sự ủng hộ đáng kể và hiện ngang bằng tỷ lệ mà Tổng thống Joe Biden có được từ các cử tri trẻ trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông McDermott cho hay, tuy nhiên, cuộc thăm dò cũng cho thấy phần lớn cử tri trẻ tuổi vẫn tỏ ra thờ ơ hoặc thất vọng với cả ông Trump và bà Harris. Khi được hỏi họ có cảm thấy như thế nào về các ứng cử viên tổng thống năm nay, 41% cử tri có thái độ trung dung, khoảng 38% cảm thấy thất vọng và chỉ 20% tỏ ra phấn khích. Những cử tri được khảo sát còn được hỏi về việc lựa chọn ra 3 trong số 18 yếu tố được họ xem là quan trọng nhất khi cân nhắc về việc bỏ phiếu. Có tới 53% cử tri chọn việc làm kinh tế, khiến nó trở thành yếu tố hàng đầu chi phối tâm lý cử tri trẻ trong cuộc bầu cử năm nay. Lo ngại về tình hình kinh tế đang đè nặng lên vai các cử tri trẻ tuổi, những người cảm thấy hệ thống lãnh đạo hiện tại
về cơ bản đã đổ vỡ và không còn phù hợp với người Mỹ bình dân, ông Mark DeMott lưu ý. Các yếu tố quan trọng kế tiếp lần lượt là thuế 39%, niềm tin vào chính phủ 33%, vấn đề người nhập cư 27% và môi trường 26%. 8 yếu tố chỉ nhận được sự ủng hộ dưới 10% là sự đa dạng, công bằng và hòa nhập 7%, chính sách về trí tuệ nhân tạo 5%, Trung Quốc 3% và tiền điện tử 3%. Ngoài ra, những người được khảo sát còn được hỏi về việc chọn ra 3 trong số các phương tiện giúp họ nắm bắt các thông tin về cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Phần lớn cử tri chiếm tỷ lệ 45% thu thập thông tin từ các trang web tin tức trên mạng, trong khi 39% theo dõi tin tức trên truyền hình và 31% biết về cuộc bầu cử từ các cuộc nói chuyện với bạn bè. Bên cạnh đó, trang mạng xã hội cũng là những lựa chọn phổ biến, với 36% cử tri tiếp nhận thông tin từ TikTok, 28% từ Instagram, 20% từ Twitter X và 16% từ Facebook. 3 phương tiện có tỷ lệ tiếp nhận dưới 10% bao gồm đài phát thanh 7%, mạng xã hội social 3% và email từ ban vận động tranh cử của các ứng cử viên tổng thống 3%. Sự ủng hộ của tỷ phú Elon Musk có thể được xem là một con dao hai lưỡi, mang lại cả lợi ích và thách thức cho chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Mối quan hệ giữa tỷ phú công nghệ Elon Musk và cựu tổng thống Donald Trump đang thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng và giới truyền thông, đặc biệt kể từ khi người giàu nhất thế giới công khai ủng hộ ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Trong suốt thời gian gần đây, vị tỷ phú 53 tuổi đã đóng góp đáng kể về mặt tài chính cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Sự ủng hộ này giúp tăng cường khả năng vận động nguồn lực, thu hút thêm sự chú ý của truyền thông và tạo cơ hội cho cựu tổng thống 78 tuổi tiếp cận rộng rãi hơn với nhiều đối tượng cử tri khác nhau. Tuy nhiên, những động thái của Elon Musk cũng gây ra nhiều tranh cãi và có thể mang lại những tác động không mong muốn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Bên cạnh việc thúc đẩy những thông tin bị xem là thuyết âm mưu, chủ yếu qua mạng xã hội X, ông chủ của các công ty Tesla và SpaceX còn gặp nhiều vấn đề pháp lý với các ý tưởng vận động cử tri của mình. Một trong những động thái gây tranh cãi nhất của Elon Musk là sáng kiến treo thưởng $1 triệu mỗi ngày cho một cử tri ngẫu nhiên thông qua Ủy ban Hành động Chính trị do ông tự sáng lập, mang tên American PAC. Chương trình chính thức bắt đầu kể từ thời điểm được ông Musk công bố hôm 19 tháng 10 và kéo dài đến ngày bầu cử chính thức là ngày 5 tháng 11. Đối tượng tham gia chương trình này là các cử tri đã ghi danh bầu cử tại những bang chiến trường. Họ được yêu cầu ký vào bản kiến nghị ủng hộ quyền tự do ngôn luận và sở hữu vũ khí để có cơ hội nhận được số tiền trên. Tuy nhiên, sáng kiến này nhanh chóng vấp phải những chỉ trích gay gắt từ phía Đảng Dân Chủ và đối mặt với những vấn đề pháp lý nghiêm trọng. Theo một số nguồn tin, Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi đến American PAC, trong đó cảnh báo rằng chương trình này có thể vi phạm luật liên bang, vốn bị cấm việc chi tiền để thuyết phục người khác đăng ký bỏ phiếu. Giáo sư Daniel A. Lang, từ trường luật Georgetown, Mỹ, còn nhận định ý tưởng của Elon Musk có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự hoặc dân sự vì cuộc thi yêu cầu người chiến thắng $1 triệu tiền thưởng phải là cử tri đã đăng ký tại các tiểu bang chiến địa hoặc cần đi đăng ký nếu chưa làm điều đó. Nó đã vi phạm luật liên bang, bà nói. Một cuộc thăm dò mới đây của hãng khảo sát Blueprint cho thấy rằng sự ủng hộ của tỷ phú Elon Musk đối với cựu tổng thống Donald Trump có thể đang phản tác dụng. Trong số những nam giới trẻ từ 18 đến 29 tuổi được khảo sát, 28% cho biết sự ủng hộ của ông Musk khiến cho họ ít có khả năng bầu cử cho ông Trump hơn, trong khi chỉ có 24% cảm thấy tích cực hơn. 45% còn lại cho biết điều này không ảnh hưởng đến quyết định của họ. Bên cạnh đó, việc chung phe với người giàu nhất thế giới khiến cho cựu Tổng thống Trump bị các đối thủ khai thác để tấn công, trong đó đáng chú ý là lập trường chống công đoàn của tỷ phú Musk và các hành vi gây tranh cãi khác. Điều này có thể làm giảm sự ủng hộ của cựu Tổng thống Mỹ từ một số nhóm cử tri, đặc biệt là những người lao động và các tổ chức công đoàn. Với những diễn biến hiện tại, có vẻ như quyết định của cựu Tổng thống Donald Trump trong việc chấp nhận sự ủng hộ công khai từ tỷ phú Elon Musk đang tạo ra nhiều thách thức hơn lợi ích cho chiến dịch tranh cử của ông. Điều này đặc biệt đúng khi xét đến phản ứng từ nhóm cử tri trẻ, một đối tượng quan trọng mà cả hai đảng đều phải cố gắng thu hút trong cuộc bầu cử sắp tới.